Rồi chào anh em ơi, thì hôm qua là mười mấy cây cắt cỏ đó, rồi sáng nay là chốt thêm ba cây nữa ha, chốt thêm ba cây cắt cỏ nữa nè. Cây số 10 gọi được ảnh rồi nè, cây 19 với lại một cái cây này là cái cây cây số 8, con này gửi chành về Sài Gòn đó nè, thì đóng gửi ha ba con. Rồi đây là cái video này bên em sẽ quay cho anh em xem là những cái lô máy ở ở trong kho mình đang hiện có thể giao bán cho anh em được, tại vì nếu mà lên lô thì chắc trong tiền này nó không không lên lô kịp cho anh em, rồi lên lô mà gọi là lên lô hoàn chỉnh đó nè, tại vì tiền này gần cuối năm hay sao đám tiệc tùm lum hết trơn, hay mời đám cưới túa xua tua hết trơn rồi, không có thời gian bây giờ quay đại sơ cho anh em trong cái kho bên mình có gì cho anh em coi ha, coi mua được chốt được cái gì thì liên hệ mình báo giá cho. Còn ở đây là cắt cỏ ha, cắt cỏ ở đây là cái lô ngày 8 tây tháng 12 ha, thì tại hôm qua giờ là mình chốt cho mấy cái anh khách anh đặt đó, chốt quá nhiều luôn nên hổng gà, hôm qua giờ là anh em gọi cắt cỏ nhiều khi mình không có nghe máy được á, nên là còn 6 máy này chưa có chốt nè, anh em nào có nhu cầu thì liền thì coi lại cái video đó ha. Con 15 nè, con số 2 nè, số 5 nè, số 22 nè, số 1 nè, số 21 nè, con cừ này cực kỳ đẹp luôn mà sao chưa có ai hốt ha, đó đẹp cực kỳ luôn, con này phải mới khoảng 95% á, rất là đẹp. À, sao chưa có ai gới vô ha, chắc tại giá cao quá hay gì hả, nhưng mà máy rất là đẹp nha, chạy cực kỳ bốc đó. Ở đây là cũng là con TZ nữa nè, TZ27 đó, thì các cỏ hiện tại là chỉ còn 6 con ở đây thôi, cũng còn nữa nhiều lắm nhưng mà chưa có vệ sinh, chưa có làm nổ, chưa có kiểm tra, chưa có giao cho anh em được, mình chỉ quay những cái máy mà mình đã làm nổ có khả năng giao được cho anh em thôi ha. Rồi còn cưa đó, thì đây là cái lô cưa này là cái lô, đây là những cái máy cưa mà gọi là máy cưa cỡ tầm trung hoặc là cỡ lớn nha, đấy máy cưa mà anh em về mà cưa nhiều đó, hoặc là cưa chuyên nghiệp đó, hoặc là cưa mà nó chế độ mà nó chạy và nó dính vô rồi chạy rất là trâu bò đó, thì mấy cái con này, tại vì máy nó là cỡ 40cc hoặc là 36cc hoặc là chí ít là cũng 34cc như mấy cái dòng 331 ha. Mấy cái máy này mà anh em mua về mà cưa dừa, cưa củi hoặc là hạ cây đứng đồ này kia là hết sảy nha anh em. Nó chạy nó là dạng như nó là máy cỡ trung rồi, chạy rất là ok ha. Tức là nó là cái máy thuộc dạng là không quá lớn mà cũng là không quá nhỏ, gọi là máy cưa xích cỡ trung đó. Thì nó sẽ đáp ứng được cơ bản cho anh em là xài cho gia đình hoặc là xài cho cưa cây chuyên nghiệp, cưa cây mướn đồ này kia là người ta vẫn xài mấy cái dòng này ha. Rồi một con là Echo 4001 nè, 40cc. Một con là Shindawa nòng đứng E300 ha. Rồi một con là Echo 361. Đó. Mấy con này chạy dữ lắm nha. Đó. Rồi, Echo 361. Mấy con này là mấy cái chuyện mà phụ tùng là anh em khỏi lo luôn. Tại vì nó nổi tiếng từ xưa tới giờ rồi. Cứ đi ra cái tiệm nào là cũng có cái dòng máy này hết. Ăn thua là máy đẹp hay máy xấu thôi ha. Rồi. Con này là Yanma nha nè. Yanma. Đó, con này Yanma. Yanma 332. Đó, máy Yanma nó có cái bơm nhớt hay là cái gì? À cái này là để mà khi mà mình cưa vô cái mặt cưa nó dính vô cái chén cái nhông á. Thì bấm vô cái này nè, nó đẩy cái mặt cưa. Đó, cái con Yanma này nó có cái công nghệ này ha. 332. Rồi ở đây là con 331 Echo. 331 Echo. À, mình bán máy cưa anh em, nhiều khi mà bà con mà hỏi kiếm cái máy cưa nào xài á, bà con hoặc là bạn bè đó là thường là mình giới thiệu cho bà con bạn bè xài cái dòng 331, 332 đó, còn ai mà có điều kiện mạnh hơn nữa thì xài 361 hoặc là 4001, tại vì mấy cái con này là xài là phụ tùng cực kỳ nhiều luôn đấy. Rồi nhất là mấy cái người mà không biết xài hoặc là xài mà nhất là mua máy cưa giờ mà cho mượn á là hay xài mà không pha nhớt, không chạy bậy bạ đó, thì mua mấy cái con này được cái là cái phụ tùng của nó rất là dễ kiếm, sửa chữa là cực kỳ nhanh ha. Rồi cái máy bơm thì còn một cái con Robin bình xăng trên, con này báo giá luôn 1 triệu, để em coi coi. Rồi con này anh em nào chốt giá khuyến mãi cho anh em luôn 1,3 triệu ha, Robin bình xăng trên 1,3 triệu trong cái video clip này nha, chứ còn bình thường em báo giá khoảng 1,4 triệu không đó. Rồi là em còn mấy cái con cưa thì anh em cứ bóc máy lên hỏi đi rồi em báo giá cho, tại vì nó chưa có giá được ha, nhưng mà nó khoảng từ 2 triệu cho tới 3 triệu trong khoảng giá đó ha, nguyên cái lọt cưa này nè đó.
Rồi còn máy bơm đó thì 1,3 triệu giá khuyến mãi cho anh em ha. Rồi đây là máy cắt cỏ. Rồi ngoài ra thì sáng nay em có về được mấy cái con này, mấy con cưa tay cục tay dài ha. Thì em sẽ quay luôn cho anh em. Đây là cái máy mới về hôm nay ha. Thì đầu tiên là cái con này là Marunaka nha anh em. Con này là Marunaka chứ không phải là Shinawa nha, tại vì nó mắc cái tem, dán cái tem vô chơi thôi. Nhưng mà con này thì nó đang xử lý cái là cái dây hiệu nó đang bị đứt, nó đứt cái dây hiệu thôi. Thì để chút xíu nữa em cho thợ nó thay cọng dây hiệu vô là quốc thôi, chứ còn máy thì nó đã nổ rồi, ok hết ha. Nên là sẵn là mở ra quay cho anh em luôn, coi cái dàn lông bên trong của nó luôn. Nó là Marunaka ha. Đó, con này là tay cục ha. Rồi một cái con tay cục VIP nữa nè, là con Shinawa 323. Nó con này là tay cục là cực kỳ mini nha. Đó, làm còn chữ Shinawa luôn nè. Đó, máy tay cục nè. Rồi một con Makita nữa. Một con Makita. Máy máy này là mới về sáng nay đó anh em ơi. Mới đi mua về sáng nay luôn đó. Cái làm còn chữ Makita luôn nè. Con này chắc ha, chắc lừ luôn. MDE331 ha. Makita cam. Con này nhiều anh em săn đón lắm. Ồ, có cái phanh luôn nha anh em. Và phanh còn hoạt động nha. Con này có phanh và phanh còn hoạt động ha. Nè, khóa xích lại nè, thấy không? Rồi, con này thì nó không có, nhưng mà con này thì nếu mà so với Makita thì theo em đó thì con Shinawa này đẹp hơn và nó nhẹ hơn, nó gọn hơn nha. Đó, anh em nhìn ha. Màu sắc em thì thích cái màu đỏ hơn. Nhìn nó sậm màu hơn, còn cái con màu cam thì nhìn nó hơi tái tái hơn, nhưng mà cái màu sắc của nó giống vậy đó vậy. Còn anh em nào mà muốn nhỏ nữa thì lấy cái con Marunaka này. Con này thì phải thay dây hiệu thì cũng nhanh thôi à. Thì đưa vô sử dụng thôi nha. Thì có ba con là tay cục thôi nè. Tay cục tức là mình cầm được một tay, mình leo lên trèo lên cao, mình cưa này cưa kia đó. Còn tay dài thì nó có hai con này. Một con là con này gì đây? Con này là Tanaka 335 Made in Japan nè. Ha. Tanaka. Ủa, con này lam khá dài nha anh em, mà xích còn rất là dày nha. Lam con này khá là dài, con này cái lam nó cỡ 4 tấc rưỡi á. Rất là dài nha. Đó. Tanaka 335 nè. Đó. Rồi một cái con này là con Shingu SB320. Con này đẹp ghê ta. Con này cái nước sơn, cái màu sơn của nó rất đẹp, mặc dù là mới về chưa có vệ sinh gì trên, còn nó bụi luôn nè. Rất là đẹp nha anh em. Làm của nó kiểu làm gương luôn. Lần đầu tiên thấy cái làm mà có chữ Made in Japan luôn đó nè. Nè, lần đầu tiên mà kiếm được cái làm có chữ Made in Japan lên đây luôn. Rất là hiếm nha. Ồ, em đó về mới bán mới thấy được cái cây nè. Có mấy cái cây làm của Austin nó Made in Germany đồ này kia, hoặc Made in Canada của mấy cái con làm Echo thì có, chứ còn cái làm mà thấy nó dập chữ Made in Japan là hầu như là mới gặp lần đầu tiên cái cây này ha. Ngon lành. Shingu SB332 ở 320 nha. 320, 335 thì nó cũng cỡ nhau không đó nè. Nó là cái con cưa tay dài ha. Rồi ở đây thì nó có ba con cưa tay cục. Rồi một cái con Shinawa này là 346 ha. Con này là cái đẳng cấp của nó là giống như mấy cái con Echo 361, 332 rồi 401 ở chổng đó nè, mà nó có một cái tầm cao hơn nữa. Nó là máy Shinawa. Cái con này là nó tương đương với cái con Shinawa 350 mà anh em hay săn lùng đó, hoặc là mấy cái con G35 rồi đó. Thì có con Shinawa 346 này thì cái giá nó mềm hơn, mà chạy nó cũng y chang như Shinawa 350 ha. Và đặc biệt của nó là cái chắn tay cầm của nó cực kỳ to. Anh em nào mà nhát nhát xài máy cưa mà xa nhát rồi mua cái này nè. Cái chắn tay cầm một bự to này, cầm đây nhìn cho an toàn ha. Đó, đó là anh em nhát thôi, chứ còn mấy anh em gan là về ta bỏ cho nè. Đây Shinawa nè, tại nó cản tầm nhìn chứ không gì. Nhưng mà xài mà chưa quen thì có cái chắn tay cầm thì nhìn nó an toàn hơn. Đó, thì đây là con Shinawa 346 ha. Đấy. Rồi một cái con máy bơm nha anh em. Nào mà kiếm máy bơm thì có một cái con là Cosin ha, bình xăng dưới đó. Cosin bình xăng dưới, con này anh em nào lấy trong lô này là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu thì trong lô này em chỉ báo được cho anh em hai cái giá của cái máy bơm thôi, còn máy cưa thì nó khá là nhiều, phải lật sổ lại coi. Thì để chút xíu nữa anh em nào mà có nhu cầu mua đó thì gọi đi, rồi vợ em bắt coi sổ rồi có gì báo giá cho. Cứ nói hiệu hiệu, ví dụ như là Makita tay cục, Shinawa tay cục ha, rồi Marunaka tay cục, con này là Tanaka tay dài, Shingu tay dài, Shinawa 346, rồi Marunaka tay cục ha, rồi con Cosin bơm bình xăng dưới, đó là nó tên cho anh em coi ha. Rồi ở đây thì mấy cái máy này thì có giá rồi, mấy cái cỏ này có giá rồi,
Còn máy cưa ở đây thì anh em cứ nói 361, 360 đó, hoặc là một cái con Cinderella nồng đứng nè, E300, thì cứ báo gọi đi rồi bên em sẽ coi lại giá rồi báo cho. Tại vì trong tuần này thì chắc là sẽ lu bu khá là nhiều công việc luôn, đám tiệc đồ này kia, nó là chưa lên được một cái lô hoàn thiện, nhưng mà sẽ quay cho anh em vậy để anh em coi ha. Tức là máy là sau khi mà anh em đặt cọc xong thì bên em sẽ vệ sinh lại rất là sạch đẹp cho anh em ha. Còn mấy máy này là đã nổ hết rồi, anh em yên tâm cái chuyện mà chưa nổ đi ha, đã nổ hết rồi ha. Bên em là làm là đã nổ hết rồi mới dám quay, chứ còn mấy máy mà chưa nổ là chưa dám quay đâu ha. Đấy, đây thì đây là cái bản đặt hàng bên em ha. Anh em nào có nhu cầu mua đó thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại đi, rồi bên em sẽ hướng dẫn cái cách đặt hàng cho. Rồi bên em sẽ quay cái clip máy nổ lên, test máy nổ lên cho anh em coi. Rồi ok hết rồi bên em mới chốt gửi qua đường bưu điện ha. Giống như mấy máy đây ha. Hôm qua là đóng tới 7-8 giờ tối luôn mới xong. Mà vẫn còn cù nữa 3 cây. Bữa nay giải quyết xong 3 cây này luôn. Thì mới mua về được một mớ này nữa. Đó, rồi còn mấy cái phun dôi nữa. Anh em nào có lấy phun dôi thì gán đợi với em ha. Với lại hiện tại là cửa hàng đang có 3 cái máy tỉa cành nữa. 3 cái máy tỉa cành với 5 cái máy phun dôi thì đang cho làm nổ vệ sinh ha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, em có điều kiện em sẽ chụp hình quay phim cho anh em coi cái mấy cái mẫu máy đó ha. Rồi, cảm ơn anh em ha.